Hello, chào anh em nha. Hôm nay Sam sẽ giới thiệu anh em về màu áo Việt Nam may theo yêu cầu nha anh em. Đây là công ty Hino anh em ơi. Rồi, ok anh em, đi sâu vào màu áo luôn nha anh em. Màu áo này là in chỉnh nhiệt toàn thân luôn này. In thân trước, tay rồi thân sau luôn nha anh em. Đó, về thân trước họa tiết này, ngôi sao Việt Nam, họa tiết rất là bắt mắt nha anh em. Đó. Rồi về chất liệu vải. Chất liệu vải ở đây là chất liệu vải mè Thái nha anh em. Rồi anh em nào chưa biết chất liệu vải mè Thái, mình quay chất liệu vải mè Thái cho anh em nè. Đó. Cái số vải chưa? Đây là mè Thái nha. Đó. Nó có những cái lỗ li ti như thế này nè. Đó. Quay sát cho anh em hình dung ha. À, là chất liệu vải mè Thái thôi chối nha anh em. Rồi đó, rồi ok anh em ha. Chất liệu vải mè Thái, chất liệu vải mè Thái này là dạng tầm trung rồi nha anh em, tầm trung. Rồi, trong những cái chất liệu vải tại Doraba Sport thì chất liệu vải mè Thái này là hiện là tầm trung, và anh em nào có thể yêu thích những chất liệu vải khác thì có thể là inbox cho Doraba Sport để gửi cho anh em những cái chất liệu vải tốt nhất và phù hợp với túi tiền của mình để đặt cho mình những màu áo đẹp phù hợp nha. Rồi ok, và thân sau đây anh em, thân sau thì cũng ở in chỉnh nhiệt toàn hờ, in chỉnh nhiệt và không bong tráp nha anh em. Này số 77 Lukaku Thảo, đây là Lukaku là ăn hại nha anh em. Ok rồi, đây là số 77 in chỉnh nhiệt, vần vần thì màu đỏ luôn. Rồi ok, rồi anh em nào yêu thích màu áo thiết kế tại Doraba thì có thể là đặt hàng qua Zalo số điện thoại này, thì bên mình sẽ gửi cho anh em kho mẫu áo thiết kế để anh em lựa chọn cũng như là chất liệu vải đó. Rồi thank you anh em, hẹn gặp anh em trong những video mẫu áo thiết kế tiếp theo với nhiều chất liệu vải hơn. Ok, thank you anh em, hẹn anh em trong video khác.